OK, chào tất cả anh chị em lại quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì uh, trước khi vào cái nội dung hôm nay, ấy, nội dung hôm nay là mình chia sẻ cho anh em nội dung mới liên quan đến sử dụng lại nội dung và trùng lặp nội dung, nội dung trùng lặp. Đó, anh em biết không? Sử dụng lại nội dung kênh của anh em đang làm và kiếm tiền, ấy, sử dụng lại nội dung và nội dung trùng lặp là cái bây giờ phổ biến nhất và hiện tại là đang bị hầu như là rất nhiều và bị gần một Gần sắp xỉ 90% phần trăm anh em đều bị anh em biết tại sao à, trước những trước khi vào cái video nội dung chính này ấy, thì mình chia sẻ cho anh em những cái câu chuyện gọi là câu chuyện của quá khứ ở những cái năm 2015 2016 anh em biết ngày trước là mình bán một kênh bật kiếm tiền bao nhiêu mà anh em một kênh bật kiếm tiền thì cái đô cái hồi đó là chỉ cần bật kiếm tiền và có nội dung thôi trên một 000 sắp thôi thì anh em biết là một kênh của nó rơi vào 18 triệu đến 19 triệu 500 một kênh thì lúc đó thì cái lúc mà mình mình bắt đầu mới thấy anh em học viện này nó nổi trội lên cái vấn đề YouTube ấy anh em hồi đó là anh em biết tại sao nó nổi trội lên cái vụ mua bán không cho đến thời điểm bây giờ không là có những cái video Vlog những anh chị đi trước chẳng hạn như như NTN uh, Vlog này rồi uh, những anh em những anh chị em đi trước ấy mình coi những cái clip đó mình thấy hay đúng không anh em Uh, chẳng hạn như những kênh khác anh em coi uh, thấy hay xong mình dần dần anh em mình mới tìm hiểu ra ờ, uh, uh, nó lại hay nhỉ cái YouTube này nó như thế nào lại hay nhỉ? xong bắt đầu tìm hiểu đó tìm hiểu về cách cái hoạt động mua bán kênh gì đó là ngày trước là bán một kênh là mình trả là 19 triệu nhưng mà trao đổi mồ hồi là chỉ còn bán được là 18 triệu một kênh thôi anh em ạ cái kênh hồi đấy là cái kênh tin tức của mình mình làm cái dạng tin tức anh em ạ tin tức uh, của nước nga thì phải nước nga nước uh, gì ta nước nga em nhớ không nhầm chính xác là nước nga tại vì uh, hồi đó là mình bắt đầu gửi đơn anh em ạ gửi đơn bật kiếm tiền xong bắt đầu là tầm 3 ngày ba ngày sau hồi đó là nó còn cái trạng thái mà không phải như studio bây giờ đâu anh em ạ trong studio của kênh anh em ạ bây giờ nó làm phiên bản mới rồi thì hồi trước nó là từng cái ô ô ô vuông anh em ạ đó từng cái tính năng riêng đó thì gửi đơn bật kiếm tiền sẽ lại về thấy là bài bật kiếm tiền một cái là thấy ưa anh em ạ à, khoái sướng anh em bán được cả mấy mấy triệu một kênh gần 20 triệu một kênh anh em anh em tin hay không thì tùy nhưng mà những anh em ở đời đầu bán anh em sẽ biết giá kênh của nó như thế nào ok thì cái mục đích mình chia sẻ cho anh em câu chuyện như thế là từ cái thời điểm đó cho tới cái thời điểm bây giờ thì nó xuất hiện lên một nó rất là nhiều người làm youtube đúng không rất nhiều người làm thì không bao giờ ảnh hưởng tới những nội dung của anh em làm, đó là điều chắc chắn. Anh em phải nhớ là anh em đừng nghĩ là ồ mà bây giờ mình muốn làm cái gì nhưng mà có thằng khác nó làm rồi hoặc là YouTube bây giờ người ta làm hết rồi mình làm không ăn thua, không có đâu anh em nhá. Anh em cứ phải sáng tạo theo cái nội dung của anh em. Anh em thích thì anh em làm đó. Đó, đó là cái nội dung sáng tạo của anh em thì bởi vì nó có có quá nhiều cái nội dung sáng tạo anh em như mình đã chia sẻ ở những cái tập trước á, series trước á anh em để ý không ờ, có thể là anh em làm ngày trước là để mà nói mà làm youtube mà bị uh, phải phải sao chép ghê lắm mới bị dính lại cái lỗi lỗi sử dụng lại nội dung hoặc là không không sử dụng lại nội dung luôn anh em nhé mà nó tắt kiếm tiền kiểu khác nhưng mà bây giờ nó nó ghi cái sử dụng lại nội dung này này để làm gì bởi vì có quá nhiều cái video giống nhau và có quá nhiều cái gọi là tương tự giống nhau đi nói chung là gọi là bản sao đấy chẳng hạn như là mình đã nói rồi video gì ạ à? uh, video thịt uh, thịt nhì uh, nướng siêu cay hoặc là những cái gì siêu cay khổng lồ đó cụ thể là những cái gì mà muối chấm siêu cay hay là uh, gọi là cay cấp độ gì đó anh em đơn giản thế thôi là anh em đủ hiểu ha có quá nhiều nội dung xác, giống nhau và có quá những có quá nhiều cái bài nhạc giống nhau, có quá nhiều cái video chơi game giống nhau và có quá nhiều cái gọi là content giống nhau, content là ý tưởng chủ đề, à, anh em làm giống nhau quá, cho nên nó đánh vào lỗi sử dụng lại nội dung để nó làm gì anh em biết không, để nó siết chặt nó nó siết chặt lại và nó để cho nhà sáng tạo thực sự có cơ hội phát triển và nó luôn làm sạch cho cái nội dung của người nhà sáng tạo phát triển con ten chân chính gọi là nó sẽ làm sạch cái con anh em ạ nó lọc lại để anh em làm chân chính cũng như là anh em làm làm những cái video của anh em nó được uh, kiểu nói thẳng đó là nó được uh, bảo vệ ngoi lên cho anh em dễ hiểu để cho nó trong sạch đấy thì trong cái quá trình từ đó tới bây giờ thì anh em biết tại sao anh em biết không là nó có quá nhiều đi giá kênh này rồi kênh rồi nó làm bán quá rẻ chẳng hạn bán thì còn vài triệu cho nên là mình mục đích kể cho anh em là bây giờ là cái lỗi sử dụng lại nội dung này khả bây giờ mình vào lại nội dung chính nha anh em nhá hồi nãy đã mình có nói là hướng dẫn chia sẻ cho anh em cái cái lỗi này này bây giờ ngay từ hôm qua hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2023 thì đúng không đúng hôm qua YouTube có tình trạng thử nghiệm mình không biết là thử nghiệm hay không anh em nhá nhưng mà tất đại đa số anh em đều có dấu hiệu mình không biết những những anh em khác có bị không nhưng mà mình có tầm 5 đến 7 kênh đang rơi vào tình trạng đó nhưng mà nó fit lại rồi anh em ạ nói một cách này cho anh em dễ hiểu những cái lỗi sử dụng lại nội dung của anh em đúng không anh em làm kênh YouTube mình bao quát này anh em làm kênh YouTube nó bị lỗi sử dụng lại nội dung anh em nó cho anh em đăng ký lại sau 30 ngày, chính xác chưa? Đăng ký lại sau 30 ngày, anh em mới được bấm đăng ký gửi đơn và kiếm tiền. Nhưng mà tối hôm qua là tối ngày 13 tháng 4. Tất cả các kênh của mình à, đang à, quản lý đó thì nó bị dạng sử dụng được nội dung này anh em. Thì nó có hiện tượng là 90 ngày. Tức là nó kéo dài cái thời gian cho chúng ta đăng ký lại, nó kéo dài 3 tháng lận. 3 tháng anh em nhé Nó kéo dài 3 tháng để nó siết chặt nội dung này nó siết chặt lại cái bật kiếm tiền của anh em đó thì mình không biết là nó lỗi hay là nó thử nghiệm và nó sẽ áp dụng trong tương lai sắp tới gần đây có thể là như thế anh em nhé Bởi vì mình thấy như thế là hơi căng anh em ạ Nó hơi hơi vất vả luôn thực sự là khó khăn luôn đấy nếu mà nó ép 3 tháng ạ 3 tháng lận anh em nhé 3 tháng chúng ta mới được đăng ký bật kiếm tiền lại Cho nên là Mình thấy cái lỗi sử dụng lại nội dung này này Là hơi bị khó chịu đấy Cho nên là mình anh em đang làm YouTube này Cũng như anh em chuẩn bị gửi đơn Trước khi kết thúc video Mình chia sẻ với anh em rằng Những anh em đang sử dụng sở hữu kênh YouTube Đang làm bất kể chủ đề gì Từ game, chuyện tranh, vlog, phim, DB đi đi y hoặc là những cái chủ đề chôn hài hước tất cả những cái anh em làm miễn là nhà sáng tạo ý tưởng của anh em hoặc là những cái video review cũng như các video truyện tranh phim rồi đó thì anh em nên cố gắng làm sao để anh em ví dụ đang trong một cái tình trạng đó tình trạng mà làm kiểu như review phim giọng đọc nhân tạo hay là anh em đang làm cho một cái gì lưng lưng sao chép gọi là quá nhiều hình ảnh của người ta đấy anh em thì anh em cố gắng chuyển hóa kênh anh em nhé anh em gọi là biến hóa biến đổi kênh đấy thì anh em cố gắng anh em anh em anh em cố gắng để làm sao mà chuyển hóa cái kênh của anh em thành một cái kênh khá sáng tạo dần dần mình có thể chuyển hóa dần dần được mà anh em không phải lo nếu mà kênh của anh em đang bật kiếm tiền mình cố gắng làm sao để cho nó có content của mình và những ý tưởng độc lạ của mình đừng quá đừng quá nhiều tập trung về một nội dung và cũng như là anh em đang bật kiếm tiền bình thường thì anh em cố gắng đừng vi phạm tất cả những cái nội dung trên và những anh em đang sử, dụng lại nội dung bị lỗi sử dụng lại nội dung và tắt kiếm tiền thì anh em cố gắng sửa lại nội dung để bật kiếm tiền hiện tại thì nó fit lại bình thường rồi mình thấy là nó fit lại 30 ngày rồi thì anh em vẫn thể có thể bật kiếm tiền lại sau một tháng một tháng hiện tại là nó là một tháng nhưng mà đêm qua là nó hình như là có nó nó thử nghiệm anh em ạ nó đơn giản như là nó test anh em mình nghi lắm nghi nghi cái chiều này lắm anh em ạ cho nên là <laughs> thì không biết trong tương lai thì nó có fit hay không hay là nó có thay đổi gì không nhưng mà chắc chắn là từng ngày từng ngày từng ngày từng giờ thì nó sẽ luôn siết chặt nội dung nó sẽ luôn làm sao để thanh lọc tất cả những cái nội dung gọi là sao chép cũng như là nội dung sử dụng lại và những content sử dụng lại thì anh em cứ cố gắng duy trì cái nội dung của anh em thật là ok vào, miễn sao anh em không bị tắt kiếm tiền. Bởi vì càng ngày nó càng siết chặt nội dung thì cái kênh cái kênh bây giờ nó sẽ đẩy giá trị lên anh em ạ. Nó sẽ làm cái giá trị của cái kênh bật kiếm tiền nó có rất là có nhiều giá trị của kênh và nó tăng lên cái cũng như là tăng số tiền và nó cũng tăng lên tất cả những cái giá trị của một cái kênh YouTube thực sự ok anh em thì clip của mình tới đây kết thúc thì hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip tiếp theo và những nội dung tiếp theo thì uh, nói chung là mình chia sẻ cho anh em những gì mà anh em mình làm và thảo luận lại rất là nhiều lần cũng như là chắc chắn có thể là nhiều cái sai sót anh em có thể bỏ qua ok anh em thì khi, trước khi kết thúc video thì uh, anh em nào mà đang gặp khó khăn về vấn đề nhận pin này và cũng như là chạy giờ chạy sáp và liên quan tới vấn đề uh, xây dựng kênh youtube thì anh em trực tiếp liên hệ vào số zalo của mình có để trên kênh cũng như là phần mô tả thì không mình chia sẻ với anh em thật là không phải vì nội dung hôm nay mình chia sẻ ở đây để uh, mục đích của mình là để bán thêm đắt bán kênh cho anh em hỗ trợ những kênh bật kiếm tiền cho anh em làm tăng giá hoặc là tăng giá giờ xem tăng giá sắp hoàn toàn không có anh em nhá mình vẫn hoạt động với cái giá như vậy và rất là bình thường nếu mà có gì thay đổi thì mình sẽ trực tiếp thông báo với anh em và có sự đồng ý của anh em thì mới làm. Còn không thì chắc chắn là không làm rồi anh em ạ. Bởi vì cái gì làm nó cũng phải hợp lý, nó mới duy trì được dài. Còn làm cái gì mà chỉ biết mà lợi dụng tăng giá hoặc là cũng như là tất cả chủ đề khác thì không bao giờ bền đâu anh em nhé. Ok nha, cảm ơn tất cả anh em đã luôn ủng hộ video và cũng như anh chị em đang ủng hộ mình. Chúc tất cả anh em có những giây phút xem video rút ra được những kinh nghiệm và những những giá trị thực sự ok nhé